chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở đây. Thì đây mọi người ơi, tiếp với cái video hôm qua là con gà đem đi hấp ha mọi người. Thì cái củ tỏi và củ hành tây này mình xào cho thơm lên, rồi mình nhét vào trong cái bụng con gà ha mọi người. Nhét vào đây rồi mình đem đi chưng. Đây mọi người ơi, mình bỏ cái con gà này vô hấp ha. Thì cái nồi bên ngoài mình cho ba chén nước vô rồi mọi người. Bây giờ mình cho cái con gà này vô hấp. Rồi cho vào hấp ha. Ok rồi. Các bạn, con gà nó nhảy lên nãy giờ rồi nè. Đây, thơm quá các bạn ơi, mở nắp ra thơm, thơm phức luôn á. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Mẹ cô chú ăn cơm, mẹ các bạn ăn cơm. Mẹ cô chú các bạn ăn ít thôi nha. Cảm ơn cô chú, cảm ơn các bạn. Con gà mình lấy ra mình để cho nguội, lát nữa mình xé ha các bạn. Đây, để ra cho nó nguội. Nó cũng đã chín rồi đó. Lát nữa mình xé, mình làm cái công thức khác. Nó còn một công đoạn nữa. Thì bên này thì cái công thức rửa rau, mình rửa cái loại rau mình cần xào hôm nay ha. Đậu que nè. Rồi cái con cá này mình tẩm qua bột khoai lang ha các bạn. Tẩm qua bột khoai lang rồi mình đem đi chiên. Đây, mình chuẩn bị cái chảo dầu ha các bạn. Bên này chuẩn bị cái chảo dầu nóng nè. Cái chảo dầu nóng lên rồi mình để con cá vô. Đây, coi nóng chưa? Đây là nóng rồi các bạn. Thả vô ha. Thả hai con cá vô chiên đây. Mình chiên rồi xong đó mình đem đi kho ha các bạn. Đây, rồi mình để đây mình chiên ha. Thì cái chín một bên rồi, bây giờ mình chở cái bên mặt bên này ra ha. Đây nó tuột mọi người ơi, nó tuột. Rồi chở từ từ để ông Thư gãy cánh. Đây một miếng. Cũng sợ nó bẻ mọi người ơi, sợ nó gãy cánh á. Nó cái kẹp mình kẹp mạnh quá nó sẽ bể, tại cá này cá miếng mà, khi nó đã chín rồi nó rất là dễ bể luôn. Nó có một lớp bột khoai bột bảo vệ bên ngoài thì nó hơi cứng một tí xíu, nhưng mà nó cũng rất là dễ bể mọi người. Đó, thấy nó không dám. Rồi thì lấy cái xẻng đi cho chắc ăn. Lấy cái xẻng là nhanh nhất. Đây. Đó, cái xẻng mình lấy tới mình dở nó ra rồi cũng gãy cánh rồi đó mọi người. Rồi, ok, mình để đây cho chiên tiếp tục ha. Đây, chín rồi đây mọi người ơi. Nhanh hen. Mới nói chiên tiếp tục đi, giờ đã chín rồi. Rồi bớt vớt ra để cho ráo dầu. Còn đây là cái chả rễ ngô bằng nè các bạn. Lát nữa mình chiên ha. Còn bên này cái nồi canh. Nồi canh của cải trắng, hầm xương với lại cái chả giật cá dồi viên á mọi người. Mình chẻ đôi nó ra. Chẻ đôi cái viên cá dồi viên ra mình bỏ vô nồi canh. Rồi mình chuẩn bị một cái chảo khác ha mọi người. Chuẩn bị cái chảo khác rồi mình đem đi xào đồ ăn ha. Thì mình cho vào đây tỏi. Cho xào cái tỏi này cho nó thơm cái tỏi này lên. Rồi mình cho vài lát ớt vô cho nó tạo màu. Đây là thịt không khói ha các bạn. Thịt không khói thì mình đem đi xào nó cho nó teo lại cho nó thơm ra. Xào cho nó thơm này lên rồi cái teo cái phần thịt này lại cho nó xào bắp cải ăn nó rất là thơm luôn. Đây các bạn. Xào từ từ nó ra ha. Rồi. Đây nó săn lại đây. Cho bắp cải vô ha. Cái bắp cải hôm nay nó vàng ươm bên trong cái loại bắp cải này mà nó vàng bên trong khúc ruột là bắp cải rất là ngon luôn. Với lại mùa đông nữa. Mùa đông ở Đài ăn bắp cải. Nãy mình có cho miếng rượu này vô nè các bạn. Đây chai rượu đây. Chai rượu bằng nhựa. À, cho một tí rượu cưa đi vô một vòng quay trở lại thôi. Đây xào lên nè mọi người ơi, xào lên rất là thơm luôn. Mình nêm muối bột ngọt vô đây ha. Bỏ miếng muối, miếng bột ngọt. Rồi xào lên. Bỏ tí xíu muối thôi ha các bạn, tại vì cái gì mà cái rồi sẽ không nó ra trời. Cái gì? Trời ơi, hôm nay tôi bị gì ông ơi, tôi cái không được luôn á. Cái thịt không khói. Cái không khói nó mặn sẵn rồi. Cho nên là mình không có thêm nhiều muối ha các bạn. Đó, tôi cái xong là cái đĩa gì cái rau nó chín luôn rồi. Rồi rút gớt ra ha mọi người. Múc cái rau này ra ha. Cái tới cái lui dĩa rau chín luôn rồi. Rồi bưng ra bàn ha mọi người. Ok, một món bắp cải xào. Rồi đây cái nồi canh mình nêm muối bột ngọt vô ha, cho nó vừa ăn là được rồi. Đây.
canh, củ cải trắng. Đài Loan họ nói là người Đài, họ Đài Loan họ tự nói luôn á, ăn bắp cải, ăn ăn cái đó ăn tới đen răng luôn. Rồi đây, phần xé con gà, phần táo bạo nhất nè các bạn, xé con gà này ra ha, tại cái tên của nó là gà xé mà. Đây, tên của con gà này tên gà xé mà các bạn, cho nên tiếng Tàu á, sầu hạ chi, con gà xé đó, cho nên là bây giờ mình xé ra. Sau đó mình còn cái phần nước chấm á các bạn, lát mình làm cái phần nước chấm nó mình làm lên ha. Đây, xé cái con gà này ra. Khi người ta ăn, người ta dễ ăn các bạn. Mình không có cái bịch bao tay thì mình lấy cái bịch sạch. Nhà bịch sạch thì nhiều, bao tay thì không có, chứ bịch sạch nhiều. Rồi bên này mình chuẩn bị một cái chảo dầu ha các bạn. Mình làm nước chấm cho cá ha. Rồi bắt đầu nước chấm cho cá để mình kho cá nè. Thì gừng với ớt vào đây, miếng nước nữa. Rồi để cho nó sôi lên, rồi mình đi lấy nước chai nước tương mình đổ vô. Rồi miếng đường, miếng giấm nâu, miếng muối, miếng bột ngọt nữa ha các bạn. Rồi sau đó để cho nó sôi lên ha các bạn, sôi bùng lên, cho nó sôi bùng lên rồi mình lấy con cá mình bỏ vô kho ha. Đây cá đây các bạn, bỏ vô kho. Ok, rồi mình cho ít hành vô, các bạn có ớt cho vài lát ớt vô cho nó màu, cho nó đẹp đẹp ha các bạn. Ăn ớt cay thì các bạn cho ớt cay, cái này mà có ớt cay các bạn ăn bỏ vô á, các bạn ăn ớt cay bỏ vô ớt cay nữa là chén cơm rất là ngon luôn các bạn, hào cơm dữ lắm luôn á. Cái này mà kho sạch sạch lại tí xíu nữa ha. Rồi sau đó cho vài lát ớt vô. Ui các bạn, cái đó là rất là hào cơm luôn á. Ok rồi, múc ra đây mọi người ơi, bưng ra bàn ha. Xong rồi đây, một em cá. Rồi mình để đây. Đây, các bạn nhìn ngon ha. Đây, cái con gà này mình sắc vài lát hành, hành bông á, mình cạo cạo mấy cái hành bông mình để lên cho nó đẹp. Đây, đây là cái đoạn không thể thiếu rồi các bạn, linh hồn của con gà nó nằm đây nè các bạn. Đây là cái nước lúc nãy mình hấp gà đó, thì nó ra cái nước ra đây, mình đun nóng lửa nhỏ nhỏ thôi, cái nồi này nó dễ bị cháy các bạn, cái nồi loại dạng này nó dễ bị cháy. Còn bên này mình bắt một cái chảo lên, rồi mình chuẩn bị mình cho dầu ăn vô ha. Đây, dầu ăn mình cho vô nồi để cho nó dầu ăn nóng thiệt là nóng. Để dầu ăn nóng nóng sau đó mình chiên đồ ăn. Còn bên này cái nồi nước này nó sôi rồi nè các bạn. À, nó sôi thì cái dành nồi nó cũng cháy luôn rồi. Cái loại nồi này dễ bị cháy lắm, nhưng mà chùi nó ra các bạn không sao hết, chùi nó sẽ ra. Rồi mình lấy cái nước này mình đổ lên cái con gà ha các bạn. Đây, mình đổ lên trên cái con gà này. Con gà này là không thể thiếu cái nước chấm của nó các bạn. Đây là cái linh hồn của con gà này đó. Có cái nước chấm này vô nó mới thật sự rất là ngon luôn. Rồi mình bưng ra bàn để ha các bạn ơi. Ok. Rồi nồi thịt kho mình cũng bưng ra luôn nè. Nó chỉ có hâm lại thôi cho nên cũng đánh nóng rồi. Còn bên này thì mình bắt cái chảo mình chiên chả, chả rễ ngu bằng ha các bạn. Đây là chả rễ ngu bằng, một cái loại cây thiệt là dài, cái rễ cây thiệt là dài, nhưng cái rễ cây ở đó ăn được mọi người. Có thể pha trà nè, đem đi pha trà, hoặc nấu canh nè, hoặc là làm chả nè. Cái này là họ làm chả đó các bạn, chả rễ ngu bằng. Cái loại rễ nó ngu bằng đó ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn các bạn ơi. Các bạn có thể lên Google kiểm tra, đánh cái chữ rễ ngu bằng, nó sẽ ra được cái tên cây này ha. Nó thật là dài, dài cả nửa mét á, nhiều lúc cũng cả hơn nữa, có hơn cả nửa mét, cỡ một mét cũng có nữa. Đó, cái rễ đó hả, nó nhìn nó dài, với rễ cây nó dài nhưng mà rất thực sự rất là non. Cái rễ cây đó mà người ta bên này có bán sấy khô nữa các bạn, sấy khô để mà pha trà uống rất là thơm luôn. Mà cái đó uống nói nghe nói dưỡng gan rất là tốt. Các bạn có thể kiểm tra thử và có thể mua hàng trên mạng, nhiều lúc mấy cái đó rất tốt cho sức khỏe ha các bạn. Đây, cái chả ngu bằng này thì mình chiên chừng nào nó phồng lên thôi các mọi người. Chiên lên nó phồng lên là chín rồi. Mà đặc biệt nha, cái chảo này nó vừa nóng tới, bỏ xuống nó không đen nha các bạn. Cái chảo mà nóng quá các bạn bỏ vô là nó đen xì cái miếng chả luôn. Đã thử qua một lần rồi. Vì thế các bạn chảo vừa nóng thôi. Vừa nóng bỏ vô nó sôi bụt một bụt là được rồi. Các bạn bỏ chả vô. Rồi bắt đầu nó đỡ để cho nó phồng lên là nó chín mà cái màu đẹp các bạn. Đó, cho nên cái chiên cái chả này là không được lửa nóng lắm. Lửa mà nóng lắm là chả bị đen ha. Đã bị một lần chả đen qua rồi, mình có kinh nghiệm rồi các bạn. Chứ không phải là cái gì. Rồi, cái phần bên này là đây, phải
báo luôn. Rồi, mình thì đậu que cũng đã từng đem đi xào tỏi các bạn. Xào ít tỏi, mình ít dầu, dùng ít dầu để xào tỏi rồi. Nhưng mà mấy ông á hả, không có ưa, không có thích bằng đậu que đem đi chiên bùng nổ như thế này. Chiên rồi mình bắt đầu mình chiên dầu, chiên tỏi á, chiên tỏi riêng rồi mình trộn vô thì mấy ông thích ăn. Đây là tỏi nha các bạn. Tỏi mình bỏ vô, tỏi mình băm á rồi mình bỏ vô mình chiên. Băm dừa thôi, băm dẹp thôi, không cần băm nát ha các bạn. Sau đó mình vớt ra. Vớt ra để cho ráo dầu. Lát nữa mình trộn ha. Rồi mình bưng cái chả này ra trước nè. Cái chả này xong rồi. Chả này mình bỏ một ít muối tiêu lên trên ha. Mấy ông ấy có thích ăn mặn tí xíu thì mấy ông chấm muối tiêu. Rồi cái phần tỏi này mình cho vào trong đậu que ha các bạn. Rồi mình đổ vào đây một ít muối, một ít bột ngọt. Rồi mình xóc lên. Vậy mà mấy ông ưa đó các bạn. Kỳ cục vậy, kỳ khôi vậy đó. Đồ xào, đem đi xào mấy ông này không ăn, mà đem đi chiên vậy là ăn hết trơn à. Bởi thế kêu sao đừng làm như vậy. Nhưng mà thật sự ngon lắm các bạn, rất là giòn, rất là ngon. Ok. Trời ơi, mấy món ăn của ngày hôm nay xong rồi mọi người. 6 món. Bắp cải xào với lại thịt không khói. Cây ngu bằng chiên. Rồi đậu que xào tỏi. Thịt gà xé ha mọi người. Cá kho. Và cái nồi thịt kho đây mọi người ơi. Ok, người ta tới ăn cơm rồi mọi người, hối quá rồi. Alo mọi người ơi, giờ đến lượt vào ăn cơm rồi mọi người. Trời cũng đã tối lắm rồi. Giờ đến lượt vào ăn cơm đây. Wow, cũng còn nhiều cơm lắm mọi người. Đây, cơm đây mọi người. Còn nhiều cơm ha. Mọi người cũng ăn hết rồi đó mọi người. Còn cũng nhiều cơm. Còn vẫn hai người ăn á. Đây, đồ ăn đây mọi người. Wow, cũng còn quá trời luôn. Bắp cải ăn cũng gần hết rồi nè ha. Cái này ăn hết rồi nè. Đây, nồi thịt kho thì còn nhiều. Chứ thịt gà còn cái ức không à. À, đã ha. Ăn vậy mới đã. Ăn gì người nấu nhìn mới sướng. Ok, mời mọi người cùng ăn cơm với Vân nha. Chén cơm của Vân đây. Đây mình gấp đồ ăn lên ha. Ôi, các bạn coi nè, trời lạnh đó các bạn nha, đóng thành rau câu hết trơn rồi các bạn nè, trời lạnh đó, giờ lạnh lắm các bạn ơi. Đây nè các bạn, nhìn bên này, nhìn này ha, đóng thành rau câu hết trơn rồi, mới đây đã đóng thành rau câu hết trơn á. Trời ơi, ngồi cầm mấy cái này kề. Rồi cái này là que xạo. Rồi, lấy xuống, cho miếng thịt lên đây đi. Rồi cái cuộn trứng nữa nè. Thịt kho cuộn trứng nè. Ok. Rồi, ăn miếng bắp cải xào. Wow, mấy cái cần này ăn mới ngon nè, mới giòn nè. Bắp cải này rất là giòn luôn. Rồi, cái con gì nó bay vô. Cái kẹp này bỏ qua một bên luôn đi. Đây kẹp khác. Ok. Ăn miếng ớt. Đây mọi người ơi. Lo dỗm đâu không à. Không có dỗm vô cái chén. Rồi đây chén cơm của Vân đây mọi người ơi. Wow, đầy luôn mọi người. Đầu luôn, đầy luôn á. Alo mọi người cùng ăn cơm với Vân nha. Tối này lạnh quá mọi người ơi. Lạnh quá trời lạnh này. Nó giòn. Giòn quá trời luôn. Giờ ăn tuy là nguội rồi nhưng mà cơm còn nóng. Nhìn thấy mấy chưa? Tôi quả ấy gì ạ? Tôi quả ấy, nhìn thấy mấy chưa mơ? Mấy chẳng rồi, mấy chẳng rồi, mấy chẳng rồi. Thay hẳn tua, hãy lưu rô nè. Lưu rô ít tắc cua. Bố hay lưu ta. Bố hay. Người, tao chơi đi ơi. Bố hay.
còn một người chưa ăn cơm. Tôi nghĩ tôi là người cuối cùng ăn cơm. Bạn mới đến thôi mà. Bạn mới đến làm việc thôi mà. Không, tôi là người đến làm. 哦，我怎么那么晚才睡？因为我在家里洗手，吃点东西，但是吹了一些冷风，都觉得突然就比较好。很快哈，冬天有差。该死的学弟，怎么了？他骑摩托车。他骑摩托车。我开，我坐骑摩托车。哦，那个人哦好。没事。还是我不要管了。 今天很忙吗？还好啊，这个对吧？嗯，天气冷也是有好处。还有鱼呢，那块都是肉的。哦。嗯，还有鱼，嗯，都是肉。 Người ơi, Vân ăn cơm xong rồi đây mọi người ơi. Thì bây giờ Vân cũng rửa chén xong rồi. Thì bây giờ Vân xin dừng clip lại tại đây ha mọi người. Tại bây giờ clip cũng khá là dài rồi mọi người, cho nên Vân sẽ dừng clip lại tại đây. Vân cảm ơn mọi người đã xem hết video clip này. Nếu các bạn thấy thích video clip này, hãy giúp Vân đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người mình cùng xem ha mọi người. Và các bạn nhớ giúp Vân bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các anh chị em và các cháu rất nhiều. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Bye bye.